Ok, hello nè, chào anh em quay trở lại channel của mình. Thì hôm qua mình đã tới đây các bạn, thì ở đây mình sẽ có một cái nhiệm vụ là phải lên cái khu gần nha bạn, lên khu gần đánh cái con Pokemon hệ cỏ độc mà khá là mạnh, mà cái thằng con nhỏ đó dễ nói đó bạn ơi. Thì trong khu gần ở đây các bạn, đó các bạn chạy ở đây với mình, thẳng ở đây luôn, đây chỉ khu gần đó các bạn. Pokemon trong này rất là mạnh nha các bạn, từ trên cho đến quan giả cũng là trên 50 hết nha các bạn. Rồi con này là 16 này. Tuy là chiêu nữa là nó chết nha các bạn. Khó à, mà kinh nghiệm cũng khá phong phú và dồi dào đó. Ở đây coi gì đây. Không quan trọng là do cái level mình không đủ nè, do mình level mình thua mấy con Pokemon này quá nên nó vẫn gặp bình thường. Cay chứ nhờ, cao quá mà chịu lấy chưa tác dụng luôn. Hay chứ, còn như máu nó máu không chết. Chiêu này nó là chiêu hơi đá, nó ảnh hưởng khá là mạnh tới hệ lửa các bạn. Chiêu phòng thủ rồi, ba cái mắt lick và hai thiệt. Giờ phải kiếm cái để đẩy đồng à, không thằng này chấm đánh đường nữa à. Cái thằng này thường là nó thầy có hơi côn trùng cậy lên là vợ hơi lửa mà các bạn ơi. Thank you.
đó không chết là không chết các bạn ơi. Inferno các bạn, Inferno. Thôi thì chiêu này dễ mít lắm bạn ơi. Thôi không thấy đâu bạn. Thì chiêu này 50-50 mít á. Độ chính xác chỉ có 50 thôi mà nó mít mà trong lúc cần thiết mà nó mít thì thôi thua rồi. Đây chỉ có 5 lần mà sát thương tuyệt chiêu cũng chỉ có 100 chiêu các bạn. Chiếc phun lửa này sát thương tuyệt chiêu có 90 cũng hơn kém nhau nhiều các bạn ơi. Mà thân thương thì đó gì chán lắm. Sát thương tuyệt chỉ cái 50-50 để quải tẹo. Có đồ nhặt nha bạn, chạy qua bên này nhặt cái gương đã. Toxic on viên ngọc độc các bạn. Thì các bạn đeo cho trang bị những cái viên này như là viên ngọc lửa, viên ngọc độc các bạn sẽ xả thì chiêu ra thì có xác suất sẽ gây hiệu ứng là độc và lửa nha bạn. Tức là tăng xác suất cao hơn các bạn. Thay vì một cái chiêu đó bình thường thì khi trang bị ngọc lửa lên á thì chiêu nó gây ra độc lửa nhiều hơn thường xíu. Này là hình xui coi như nó lên hỗ trợ tăng phần trăm lên các bạn. Như hàng bua xấu đây nữa bạn. Bả hàng bua xấu là một cái bạn ơi. We'll be right back.
hit. Không có cái với mình hồi máu ta. Ôi trời ơi. Đây là 58 luôn đó bạn. Trong khu vực này kinh khủng quá, level Pokemon sáu bạn ơi, cũng bay đứa sau mà cũng bay đứa sau. Cũng bay đứa sau các bạn. Có thể nó nói còn một cái con hệ độc này là mạnh hơn bay đứa sau này các bạn. Con Garo nãy là lúc mà mình gặp trên sông, trên biển đó bạn ơi. Con Pokemon này chỉ gặp giống như Trang rồi. Quả đúng luôn, nó vẫn là Mega mà. Chỉ có điều là nó không phải là Shiny thôi, nhưng nó vẫn là Mega. Và con này không bắt được. Rồi mà tán một phát nửa cây. Rồi nó là chỉ hơi cỏ. Thank you.
xào bánh tiêu rồi. Trời, con gì mà nó mon gì mà kinh vậy trời, vì một cái bóng mà giống con đà bàng luôn các bạn. À, nó nói con cái bóng, cái con gì gọi là con mon chết, con chim lửa đó. À, nói gọi là con chim mon chết, là con chim quyền thoại, là con chim mon, con chim lửa. À, đây có con Legendary quyền thoại nữa rồi. Cái là đó. Wow, level 59. Level Pokemon này cực kinh dị. Oh, cái bóng đêm của bản chính mặt của bản thân mình nè các bạn. Này biến mất tiêu. Welcome to Vermit Mountain. Oh. Có thể đây chính là cái hang ổ của con chim lửa nữa mà. Nếu mà nó hơi lửa để mình nước lên thôi. Ở phía dưới vẫn còn có rất là nhiều đường đi nha các bạn. Bên kia cũng có một hang động. Từ từ khám phá, từ từ các bạn, không cần vội nha. Mình nghĩ là con mon chét nó ngay trên đỉnh ngọn núi đây bạn ơi. Đây có hai hang động, mình đi thử hang động coi. Qua bên đây cái cầu này bị hư vẫn chưa đi được. Hang động này.
cây hết. Thứ tư của bạn đấy, bây giờ tất cả trái bánh mình ném đều thứ tư là nó bật ra không bạn ơi, nó không chịu quả này kiếm khác bạn ơi. Xài hết bóng mắt qua cái con mắt nữ quỷ này. Thấy nó mạnh là bắt thôi chứ có chả nó có lý do gì các bạn ơi. Gom lết nữa bạn ơi. Chiếm mình có chị được hay gồng nha bạn. Con này 57 luôn. Đó, con kia 56 vậy, con này 57 luôn. Thank you.
Chắc co tăng tình chịu một hồi có hơi lửa đâu bạn. Sao đây trời, không phải coi như không phải dễ gì thoát khỏi được cây các bạn. Cày là vờ chứ sao vậy bạn. Nếu mà không đánh nó không cày là vờ chắc chắn là cái giải đấu đó, trong cái hòn đảo này là mình thua chắc các bạn. Ở giải đấu này mình nghĩ chứ là con chùm nó có bè bè cũng phải là 65 các bạn ơi. Tại ở trận trước đó là 60 rồi thì trận này chỉ mới 65. Nếu mà cái là vờ kiểu này giống như là mình thua đánh lại đó các bạn ơi. Mới vừa nổi con này ra đây có hồi điện ra chứ. Mới vừa đổi con ra chơi cái chiêu này nữa. Trời. We'll be right back.
kiếm đường ra khỏi hàng rồi các bạn ơi, đây mạnh quá. Trời ơi, má ơi, đây tao một cái mon à. Thank you.
không có cho mình lối ra luôn các bạn. Nguy hiểm mà không cho lối ra là hơi nguy hiểm đó. Thôi là mình mua mấy cái này vô chứ mình vô các bạn, không là sắp mặt. Trong này một cái bom mạnh quá các bạn ơi. Tại mấy con ông nội không rồi bạn. Bóng đêm đang đứng đằng trước mình các bạn. Trời ơi, khi nào mới cho mình đi, mới vượt khỏi được cái hang động này vậy? Mình quá chịu không nổi bạn. Rồi vãi. Rồi sớm rồi. Teo rồi. Tưởng nó cho mình đồ hay cái gì chứ nó đánh mình luôn. Nó xài counter thì nó đỡ hơn, nó không được mình tại vì mình xài tìm kiếm phép nó phản tổn được các bạn. Giờ mình xài cái phone thì với cái gì thấy bà. Mà vậy mình dính theo nó luôn rồi. We'll be right back.
cái đồ hồi máu các bạn ơi. Giờ con thấy thì chắc là không có hồi máu nữa. Cái hồi full cây vô đây xài gần hết luôn mày, xài hết luôn còn hai cái. Ủa cái hàng bóng đêm bị đóng tiêu rồi nè. Gì đây? Smith đi đâu? Oh, Smith là lên đây các bạn. Này để coi rồi. Hả? Ủa đây đâu? À ha, đây có hồi máu, trời ơi làm tốn thời gian. Đừng khứa bóng đêm các bạn. Còn cái anh trai đưa mình đi đâu, ra khỏi lối vào cái lối ra. Thử mình để anh trai thử các bạn. À chạy ra lại chỗ này, ra lại chỗ một, ra từng một lại. Submit các bạn ơi. Trời gì đây? Đó, chỗ này chỗ là chỗ con mon chết hay đậu các bạn. Có thể sau này là mình sẽ quay lại đây để gặp con mon, bắt con mon chết ở đây nữa bạn. Vậy sao chứ thằng Laura chứ. Vậy lại thế với mình các bạn. Ở trên đỉnh núi này là có mặt có mặt trời nên sức mạnh hơi lửa là tăng gấp đôi các bạn ơi. Ơi phải luôn. Con này cũng sợ lửa luôn, nó là thép. Nó không chết bạn, nó cần vị trí study. Phải rồi, chiến trường này là thua rồi. Chết. Mày không chết hết các chết mình luôn mà ơi, kinh khủng. Thank you.
đánh không lại nó mà. Teo rồi. Mình hết thì chưa hết, hết rồi, hết cái hồi gì luôn rồi. Mình buồn rồi bạn. Chấp nhận rồi bạn ơi, thua bạn. Rồi, ok, cảm ơn anh đã theo dõi mình. Các bạn thấy hay, các bạn chụp like và subscribe. Nhớ đến kênh Đỗ Hùng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.